pleasant experience. It's not a pleasant experience. An unpleasant experience is not enjoyable. Notice the following. 1. Breaking up was not a pleasant experience. 2. Being single again is not a pleasant experience. Not a pleasant experience. Not a pleasant experience. It's not a pleasant experience. An unpleasant experience is not enjoyable. Notice. Có nói đâu mà nghe. Có nói đâu mà nghe. Ok, mến chào các cụ nợ. Hôm nay các anh chị khỏe không? Anh có nghe cái giọng sexy của tiểu mi rõ không? Hả? Bắt
đầu lại từ đầu lâu rồi mà. I see you. I see you. Ok rồi. Linh Nhi nói đúng khiếm nhã nhưng mà chỉ viết sai, viết lộn thôi. Indecorous. Chữ y thay vì chữ i đó. Ok, chữ y thay vì chữ i đó. Được mấy buổi hả? If you not with me from the beginning, so you miss the I see one article, noun and pronoun. You miss three parts of speech, which are article, noun and pronouns. Okay. Nhỏ hả? Lớn dữ lắm rồi đó. Lớn dữ lắm rồi đó. Dữ lắm rồi đó. Nhỏ hả? Ok, đợi tí mình check nha. Check in thao thao first. Rồi, chim kêu rồi đó. Sáng nào cũng vậy. Đã bị ngủ dậy sớm rồi. Đổi giờ rồi bị dậy, bị thức sớm rồi. Chim nó còn kêu nữa. Kêu đánh thức nữa. Đố các anh chị tại sao nhà của Tiểu My có nhiều tiếng chim kêu vậy hả? Đố các anh chị biết đó. Let me check in my Pal Talk. Nuôi đâu nuôi. Không rảnh đâu. Không rảnh đâu nuôi. Nghèo thấy mộ, mình nuôi mình còn không nổi. Let's see, set up references. Audio setup. Ok, I know. Bây giờ nghe bự dữ rồi phải không? Nghe bự dữ rồi phải không? Phải không? Yes. Ok. Đúng rồi. Thường thường là các anh chị mà người ta nói mình nghe không rõ đó. Người ta nói mình nói nghe không rõ đó. Các anh chị nên check ở trong cái Pal Talk luôn. Có cái section để mình check cái audio của mình á, cái audio sound của mình á. Bự rồi phải không? Bự như bình thường rồi phải không? Rồi, không có complain nữa nha. Tại vì thứ nhất á là mùa đông tới rồi. Mùa đông thường thường chim nó bay về Nam phải không các anh chị? Right? Chim nó bay về hướng Nam. Đặng tránh cái lạnh của mùa đông. Phải không nào? Và Tiểu My ở Texas là ở hướng Nam, phải không? Đấy. Thành ra chim nó phải bay về Texas. Dạ, tránh lạnh đó, tránh lạnh đó. Tiểu My nên nó bay về về Texas. Bay về Tiểu My là đúng rồi. Sáng nào cũng vậy hết trơn. Chim nó kêu nhóm tỏi luôn. Kêu đến chừng nào mà trời mình nắng lên nó biết không? Giờ chưa có nắng. Nắng nó lên rồi ấm ấm là nó bay đi tìm nó bay đi tìm thức ăn đã khái gì. Butterfly hả? Butterfly là con bướm bướm á hả? Con bướm bướm thì nó kiếm người đẹp nó đậu. Oh, I see nhớ lộn á, nhớ lộn. Nhớ lộn. Ok, bắt đầu học nè. Let's start. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái bài động từ. Và mình học there are three kinds of verb, right? Mình học cái loại sau cùng là helping.
Linking action and helping. Helping mình dịch là trợ động từ. Giờ tí mình ôm lại cái phần này nha. I will go over quickly. Okay, cần học hả? Helping hay là auxiliary verb là trợ, mình dịch là trợ động từ. Trợ là trợ giúp cho một cái động từ khác mới là để làm rõ nghĩa hơn. Okay, I go quickly. Trợ động từ thì mình có tất cả mấy loại trợ động từ các anh chị? Có bao nhiêu có bao nhiêu trợ động từ? Trợ động từ giống như những cái chữ can, will, must, good, could là khái như vậy. Có bao nhiêu? 11 thôi hả? Yes, 16 lận. Okay. Có 16 lận. And ba cái loại động từ, ba trợ động từ chính là be, do and have. Hello, ánh sáng hả? Ánh sáng. Ánh sáng hay ánh sáng gì đó. Ba trợ động từ chính là be, do and have. And don't confuse with the other main verb to be, to do and to have. I give you some example. I am a student. Okay. I am talking to you, to her, to her. So các anh chị sẽ thấy cái này là động từ to be. I am a student. Em ở đây nó sẽ là main verb. Và nó sẽ là linking. Trong khi đó I am talking to her. So em ở đây nó sẽ là helping. Okay. Thành ra động từ to be nó vừa là linking and nó vừa là helping. Qua cái động từ to do, I do my homework. I do clean my room. So các anh chị thấy I do my homework. This is the main verb. Nghĩa là đây là action verb. Còn I do clean my room. Đây là helping verb. Do ở đây nó chỉ là trợ động từ bổ nghĩa thêm cho cái động từ to clean để nhấn mạnh, okay, emphasize, để nhấn mạnh. Do you clean your room? Yes, mom, I do. But she can hear you. So she asks you again, do you clean your room? Yes, I do, mom. She still can hear you. So she repeat one more time. Do you clean your room? Yes, mom, I do clean my room. Okay? Yeah. Các anh chị hiểu rồi phải không? So động từ to do ở đây nó vừa là action, do my homework, và nó cũng vừa là linking. Okay? I do do. Cái gì vậy? Thường thường mà mình đi với cái trợ động từ, đi với động từ to do, mình nên dùng chữ did, nó hay hơn. I did do my homework. Hay là I did do my room. Nghĩa là tôi đã dọn dẹp cái phòng của tôi rồi, con đã dọn dẹp phòng của con rồi. I did do. Okay, I did do. Hay như vậy. Okay, đó là động từ to do. Bây giờ qua động từ to help. Help thì nó có cả ba luôn. I have action to be. I have lunch. Okay, đây là action. I have money. Đây là linking. I have finished. I mean finished. Let me spell way now. Finished my homework.
thấy gì. I have do không đúng nha. Phải là I have done. Okay. Khi mà mình dùng động từ trợ động từ to have. Okay. Và nó mình là cho nó là helping đó. Thì cái động từ chính ở cái thể là past participle. Hoặc là thể infinitive nếu mà nó là present tense. Okay. Còn past participle nó ở cái thể là present perfect tense. Thể nào cũng được. Okay. I have finished hay là I have done hay là I have to do cũng được. I have to do là nó ở cái thể là present tense. Còn I have finished nó ở thể là nó ở cái thể là present perfect. Nó khác nha các anh chị. Nó khác chỗ nào các anh chị? I have to do my homework. Yeah, I have finished my homework. Một cái là mình nói thì hiện tại và một cái là mình nói cũng thì hiện tại nhưng mà cái hành động nó nói mới vừa chấm dứt. Okay, nó mới vừa chấm dứt. Còn cái hành động I have to do my homework là mình đang làm. Okay, hay là mình sẽ làm, mình phải làm, cái gì vậy? So các anh chị thấy the three grammary helping verb are to be, to do and to have. Và be, do, have nó vừa là linking cũng có thể là action và nó cũng có thể là trợ động từ tùy theo cái thì mà mình dùng. That's what we studied last week. Okay. Chị My mới ôm lại cho các anh chị. Bây giờ mình qua 13 cái trợ động từ phụ. Any question? Không có câu hỏi không? Không có câu hỏi thì bây giờ mình đi qua 13 cái trợ động từ phụ. Okay. I'm sorry. Rồi bữa nay con chuột nó biểu tình nữa rồi. Đè cái cổ nó xuống. 13. Modal auxiliary verb enabled us to show various conditions, abilities, and obligations like can, could, there, may, might, must, ought to, need, should, shall, will, would, could, and used to. Must be followed by the base form of a verb without to. Nghĩa là những cái trợ động từ này đi theo sau nó phải là động từ nguyên mẫu, động từ chính á. Phải trở về nguyên mẫu và không có to. Nguyên mẫu là gì? Ví dụ như động từ to go. Thì nguyên mẫu của nó sẽ là to go. Nghĩa là nguyên mẫu nó có to. Okay. Và gọi là infinitive. So bất cứ trợ động từ nào đi theo cái động từ chính, to can, I can go to the movie now, show the ability, nói cái sự việc mà mình có thể làm. The same thing is could. He could reach to the top, and you see the main verb have to be the infinitive hay là have to be the base form without to. Nghĩa là động từ chính là to go and to reach. Nó phải về nguyên mẫu và không có to. Okay, ví dụ khác. May and might. Okay. Yeah, I can play. I could love my teacher. May and might, I may sleep late Saturday. Chỉ cái possibility, chỉ cái khả năng mình có thể làm á. And may, đó là my, bây giờ may. Hay là may I be excused.
I don't have any symbol for my. Okay, we'll post this later then. It may be a skill là chỉ cái sự request, okay, cái sự yêu cầu của mình, hay là help to. This is the phrase verb, and that is the auxiliary verb to. Help to. I have to exercise. Show the strong need. Okay, cái sự cần thiết rất là mạnh mẽ. I have to. Okay. Next one, must. Cho những cái thí dụ về tất cả các trợ động từ. Must. I must study more. Strong need to. Chỉ cái sự đòi hỏi, sự cần thiết rất là mạnh bạo, mạnh. Ought to. Ought to gần giống như là should. Okay, I ought to help that. Should hay là mình you feel of your of the duty. Có nghĩa là mình cảm thấy mình có bổn phận phải giúp ba của mình. Feeling of duty, right? Cái gì? Shall. Shall I stay longer? Show the intention. Nghĩa là mình muốn. Thường thường cái câu này đó, nghĩa là mình thật sự là mình muốn đó, intention. Should. Thì các anh chị thấy tất cả những cái động từ đi theo nó phải trở về nguyên mẫu, không có to. She should retire. Well. I will visit my grandma soon. So cái intention to. Khi mà mình dùng chữ will ở đây đó thì nó có cái sự mà mong muốn của mình, nhưng mà nó chưa có cái plan, chỉ mới nói thôi. Okay. Mình muốn làm chuyện này nhưng mà mình chưa có cái ý định trước, chưa có cái plan trước. Okay, would. They would return tonight. Ngoài ra mình còn dùng cái chữ would you. Okay, chỉ một cái sự yêu cầu một cách rất là lịch sự. Okay, có học yêu cầu một cách rất là lịch sự. Will you help me? Thay vì mình nói can you help me thì nó có vẻ như là bình thường rồi, nhưng mà khi mà mình nói will you help me thì cái này người ta không có lòng từ chối, không dám nói là năn nỉ, nhưng mà bây giờ nghe rồi phải không? Bây giờ nghe rồi phải không? Yes, cảm ơn. Ok, không biết tại sao. Ok, trả lời. Could and would. Ok. Show the polite request. Có nghĩa là khi mà các anh chị dùng chữ would đi với you and could. Đi với you thì đây là một cái lời yêu cầu rất là lịch sự, nhưng mà good có vẻ như là nó nice hơn. Okay, thật sự ra hai cái đều nice hết, nhưng mà good đó người ta khó lòng từ chối hơn là could. Good là tôi biết là bạn sẽ giúp tôi. Thấy gì hết nghe nữa hả? Có ngộ gì ta?
Thing and know what going on. Nghe mà làm cho mi hết hồn. Good đó, có nghĩa là ý mình you help me, có nghĩa là mình nói là tôi biết bạn sẽ giúp tôi phải không? Mình nói như vậy người ta khó lòng từ chối phải không các anh chị? Tôi biết là bạn sẽ giúp tôi tại vì bạn rất là tốt bụng đời khái vậy. Còn chữ could đó thì mình nói là à, bạn có thể giúp tôi được hay không? Mặc dầu nó lịch sự nhưng mà cái câu nói nó hơi nặng hơn cái would. Anh chị hiểu rồi phải không? Phải không? Right? Say yes đi. Bình thường Tiểu My thích dùng chữ would hơn là chữ could. Ok? Chữ would hơn là chữ could. Okay, now. Nữa, không post that. We have all the words that sneak in and act a auxiliary verb. It's better in the famous song. You better west out, you better not cry, you better not shout. Do you hear this song? I'm telling you why Santa Claus is coming to town. Cái gì cái bài hát này là hát Santa Claus coming to town bài hát đó yeah in Christmas time copy and paste. I just sing to you. And some other thing you should know about auxiliary verb, shall and will. Đặc biệt cái chữ shall and chữ will. Okay? Using the auxiliary verb shall and will do serve different purposes depending on what the speaker intention are. Cái shall and will này nào giờ mình không có biết. Nó dùng một cách rất là đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt. Thí dụ trường hợp thứ nhất in the first person có nghĩa là không có post được ghét quá có nghĩa là ngôi thứ nhất là nói về mình nè đang nói về Tiểu My nè okay? Là ngôi thứ nhất là cái người đang nói shall assembly indicates future action without obligation. Có nghĩa là khi mà mình nói shall mà dùng cho ngôi thứ nhất là I đó, okay, thì nó có nghĩa là đó là một cái chỉ một cái sự việc này nó sẽ mình sẽ làm ở trong tương lai. Mà không cần, nó có vẻ như là không có bắt buộc, phải không các anh chị? Nó chỉ là lịch sự thôi. I shall see you at the restaurant. Right? Yeah. Nhưng mà dùng cho ngôi thứ hai và ngôi thứ ba đó. Second and third person shall oblique. The subject of the sentence to complete the action of the verb. Có nghĩa là gì? Nhưng mà dùng cho ngôi thứ hai và ngôi thứ ba sau đó, nó có nghĩa là bắt buộc cái sự việc này bắt buộc phải làm, bắt buộc phải xảy ra. Nếu không thì I'm dying for that. Cái gì vậy? Giống như cái câu I'm dying to clean my room. I'm dying to clean my room nghĩa là gì các anh chị? Ha? I'm dying to clean my room nó đồng nghĩa với cái câu này.
Okay. Nữa, không có post là nữa ghét quá. Nó đồng nghĩa với câu này nè. I'm dying to clean my room. Có nghĩa là we... No, you're dying to clean your room. Hay là I'm dying to clean my room. Không phải. Thí dụ các anh chị không có biết cái thành ngữ I'm dying to hả? Chán tạ Linh quá đi. Các anh chị còn nghe không vậy? Các anh chị còn nghe không? Nghe phải không? Đúng rồi đó, I see. Okay. Không phải khốn khổ. Không phải khốn khổ. Cái này là một cái ý muốn rất là mạnh bạo. I'm dying to see her. Nghĩa là gì? Cái I'm dying to nó rất là hay các anh chị. I'm dying to see her. Tôi rất là muốn gặp cô ta. Không thôi là tôi bị bệnh tương tư chết đi á. Okay. Yeah, đúng rồi đó Tạ Linh. Tôi sẽ chết nếu mà tôi không gặp được cô ta. I'm dying to see her. Okay. I'm dying to clean my room đồng nghĩa với cái câu này. You shall clean your room. That's what your mom telling you. Con có clean phòng của con không? Otherwise you have big trouble with me. Đã khá như vậy. Yeah, I'm dying có nghĩa là really want. Okay. Nghĩa là mình thật sự mình rất là muốn cái chuyện đó. I'm dying to get a job. Đó, dying là mình thật sự mình muốn đến chết được đi á. I'm dying to love her. Nhưng câu này bậy bạ nha. Ok, you shall clean your room. Khi mà mình dùng chữ shall với cái ngôi thứ hai. Ok, đây là ngôi thứ hai. Thì có cái tính cách là bắt buộc phải làm cái chuyện đó. Không thôi là mình bị trouble với mẹ của mình. Mẹ mình á, you shall clean your room. Cái phòng dơ như là cái gì đó. Chịu không nổi xin mới nói câu này. So this your mo- this is your mother, I mean mother speaking, right? So since she has used shall, you can be sure that the statement is more command than the request. Nghĩa là cái câu này có vẻ như ra lệnh bắt buộc hơn là yêu cầu. Okay. Đó là ngôi thứ hai, you. Okay, the second person. Bây giờ ngôi thứ ba mình dùng cũng dùng chữ shall. Cũng có nghĩa là bắt buộc. Okay. So các anh chị đâu có giờ thấy chữ shall mà dùng cho ngôi thứ hai và ngôi thứ ba như vậy phải không? She shall meet us here. Cô ta bắt buộc phải gặp chúng ta ở đây. Nếu không là cô ta đi lạc mất tiêu rồi. She shall meet us here. So because of the shall, you can bet that she will be here at the agree of time. Nghĩa là mình đã đồng ý với cô ta là bắt buộc phải gặp cô ta ở đây đặng mình đặng cùng nhau đi đâu đó. I don't know. Không có cô ta là không có xe đi, đại khái như vậy. Cô ta là người lái xe tới. Right. And then, she shall meet us here. Đó là dùng cho ngôi thứ hai và ngôi thứ ba với chữ shall. Dùng cho ngôi thứ nhất chỉ là bình thường thôi, mình nghe hoài I shall. But when they say you shall, so you need to do that. Okay. Trong khi đó, yeah, cũng gọi là nên, nhưng mà có vẻ như tính cách bắt buộc. Trong khi chữ will lại trái ngược. In the first person, will implies a certain strain of purpose in the action of the verb. Có nghĩa là với ngôi thứ nhất chữ will đó,
thì nói một cái sự mà cái mục đích mình muốn, mình muốn làm, khen mình muốn làm rất là mạnh, rất là mạnh bạo, khoảng như vậy. Thí dụ như câu này: I will pass the test. Tôi mà không có thi đậu là tôi phải đi lính, là mẹ tôi sợ, khoảng như vậy. So the word will in the sentence indicate that the speaker is determined to pass that test. Hay là I will not fail, đồng nghĩa với là I will pass the test. Okay. I will be the best. Yeah, mình tưởng là mình là ông trời đúng không? Mình nói I will be the best. Okay. Mẹ có cho tao đi lượm lo. I will not fail. Because of will, it is clear that the speaker will stand for nothing less than success. Khi mà mình nói câu này thì cái người đang nói nghĩ là sẽ bắt buộc mình phải đậu, chứ mình không thể nào rớt được hết trơn. Nhưng mà cái đây chỉ là cái câu nói thôi, còn xảy ra hay không lại là chuyện khác. Anh chị nhớ điều này nha. Tại chữ will nó không có cái gì mà bảo đảm hết trơn á. Hay nhiều khi mình tưởng nó như vậy nhưng mà thật sự là không như vậy. Tại vì nó không có chỉ mình nghĩ và mình mở miệng nói ra thôi. So in the second and third person, will seemingly communicate future action with no special strand of purpose. Nghĩa là ở ngôi thứ hai và ngôi thứ ba, chữ will có tính cách bình thường thôi. Trong khi đó chữ shall ở ngôi thứ hai và thứ ba có tính cách quyết liệt. Right. Ví dụ như câu này. Ngôi, các anh chị nhớ ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. You will love this movie. Bạn sẽ thích cái phim này á. Nhưng mà mình chỉ nói với cái người đó thôi, nhưng chưa chắc là người đó thích hay không. Mình chỉ guess như vậy thôi. Là ngôi thứ ba. Law of the Rings, ví dụ như vậy. Law of the Rings. Have you ever seen that movie? Cái phim Law of the Rings rất là hay. It will follow my instruction to the letter. Rings. Nó có rings. Okay, họ sẽ theo cái sự chỉ dẫn của tôi trong thơ. Mình chỉ nói với cái người đứng trước mặt mình thôi, nhưng mà chưa chắc gì họ có theo cái sự chỉ dẫn thôi. Mình chỉ nói bình thường thôi. Thế đó là những cái trường hợp đặc biệt dùng chữ shall, chữ will and chữ và chữ shall and chữ will. Đó là trường hợp đặc biệt. Bây giờ nữa không có person. Yes. Bây giờ shall, will and should. In England, okay, I think I should post this for you. Let's see if I this usage step in this shall is used far less frequently. Okay, this is a long complicated. Để mình cũng post ra cho các anh chị cho biết thôi, chứ mình không có cần nhớ những cái chữ này. In England, shall is used to express the simple future for the first person, I and we. As in, shall we meet by the river? Will would be used in the simple future for all other persons.
Using will in the first person would address determination on the part of the speaker. As in, we will finish this project by tonight. By golly. Đó là will. Using shall in the second and the third person would indicate some kind of promise about the subject. As in, it shall be revealed to you in good time. So this use it. Is certainly acceptable in the U.S. Also, shall is used far less frequently. Có nghĩa là gì? Người Mỹ đó, họ cũng ít khi nào dùng cái chữ shall. Thường thường họ dùng cái chữ will hơn. Khi mà họ dùng chữ shall thì nó có cái tính cách là lịch sự hơn. Ok? Lịch sự hơn và họ dùng cho ngôi thứ nhất, họ không có mai cái ngôi thứ hai, ngôi thứ ba gì hết trơn. Tại vì họ chỉ muốn dùng chữ shall để nói một cái cách polite question đó, I mean request đó. Chứ họ không có cần để ý chữ shall cho ngôi thứ hai, ngôi thứ ba gì hết trơn đó. Người mẹ cũng không bao giờ nói you shall clean your room, không nói như vậy. Ok. Mặc dù mình mới vừa học chữ shall mà dùng ngôi thứ hai, ngôi thứ ba có tính cách quyết liệt, nhưng mà người Mỹ họ ít khi nào họ nói như vậy. Họ just say you have to clean your room. Ok. Là you will room, I mean you will clean your room, won't you? Cái như vậy họ nhấn mạnh cái task question. Okay, mình học cái này cho biết thôi, okay. So in the United States, we seldom use shall for any other polite question, suggesting an element of permission in the first person. Chị thấy không? Trong Mỹ đó thì nó ít khi nào mà nó dùng chữ shall, ngoại trừ những cái đòi hỏi một cách lịch sự hay là rồi hỏi một cái sự cho phép rồi cái gì. Họ không mời, họ không care cái vấn đề shall for the second and for the third. Okay, what else? Bây giờ mình qua cái may, can and must. Oh, chưa có cái should. Đó là will and shall. Bây giờ qua cái should. Should is usually replaced nowadays by would. It is still used, however, to mean ought to. Giống như trong cái câu này. Ought to cũng có nghĩa là should đó các anh chị. Read. You really should not. Shouldn't do that. Là câu này, if you think that were amazing, you should have sent it last night. Thì đây là những cái thí dụ về cách dùng thôi. Bây giờ mình không cần nhớ ở Mỹ dùng sao, ở Anh dùng sao, ok, không cần nha các anh chị. Nhớ anh chị cho mệt, mình đâu có bên Anh đâu, cần biết. Using may, can and must. Bởi vậy tụi mi soạn trong 20-30 cuốn sách là tụi mi lấy hết những cái information ra, okay. Nhưng mà tính chừng học cho biết thì nhiều khi mình bỏ bớt đi chứ để trong đầu nhiều quá chắc chết. Ok, may, can and must. Các anh chị coi câu này. Ở trong một classroom, elementary, hay là in the secondary
kindergarten. Một cô bé lên nói với bà giáo, bà thầy giáo. Can I go to the bathroom? What's her reaction? She would receive an indignant reply. I don't know. Can you? Bà trả lời như vậy đó. Cô bé lên nói, can I go to the bathroom? I don't know. Can you? Bà nghiến răng, bà trả lời như vậy. Tại sao vậy các anh chị? Hả? Tại sao vậy các anh chị? Hả? Tại sao bà nghiến răng? Yeah. Can I đó, khi mà mình hỏi một cái người lớn hay là hỏi người boss của mình, cái mình yêu cầu cái chuyện gì, mình đòi hỏi cái chuyện gì đó, mình tránh dùng chữ can cho cái người lớn hay là cho cái người mà mình respect, giống như thầy của mình lại khá như vậy, thì mình nên dùng chữ may, okay, rather than can, right? Và thầy khi mà bà trả lời như vậy thì cô bé giật mình liền, phải không? Cô giật mình liền, right? Cô realize to be said, what she need to be said. Cô sẽ trả lời, cô sẽ hỏi trở lại. Oh, I'm sorry ma'am, may I go to the bathroom? Okay, cô sẽ đặt lại câu hỏi, right? May I, okay? Oh, sorry ma'am, may I go to the bathroom? Có nghĩa là cái can đó là các anh chị hỏi cho hỏi thôi. Nhưng mà các anh chị biết là có thể mình sẽ được cái chuyện đó. Thành ra mình hỏi cho hỏi thôi, với những người lạ đồ này kia hay là ngang hàng với mình thì mình dùng chữ can đó is okay. Nhưng mà với những người lớn đồ này kia mình nên dùng chữ may. May. No, mình không có được nói could I hay là would I nha. Okay? Không có ai mà nói could I hay là would I. Could you hay là would you thì được. Chị nhớ điều này nha. Đâu ai nói could I go to the bathroom. Không ai nói như vậy. Khi mà các anh chị nói could I go to the bathroom có nghĩa là các anh chị đã nói cái quá khứ. Mà đâu có, mình đang đòi hỏi cái hiện tại, sao mình dùng chữ could được, okay? Right? Hay là would I go to the bathroom? Chữ good and chữ could chỉ dùng cho ngôi thứ hai một cách lịch sự để diễn tả cái polite request thôi. Đó là cách dùng chữ may. Ok, anh chị coi cái này nha. Cái gì thì mới được tắt nghĩa. Can I go to the bathroom? The student's intention was not to question his ability to use the bathroom facility. Instead, the situation required an auxiliary verb that involves permission. Có nghĩa là khi mà mình dùng cái chữ may đó thì mình phải chờ đợi cái sự cho phép của cái người đó, hay là đó là người nhỏ với người lớn. Còn ngang hàng đó là một cái nói rất là lịch sự. Tôi biết là bạn sẽ cho tôi đi restroom, đã khái như vậy nói với người ngang hàng. Cái nghĩa là nó như vậy đó các anh chị. May I borrow your pen? Là tôi biết là bạn sẽ cho tôi mượn cây viết, phải không? Các anh chị thấy mình nói như vậy thì nó có vẻ như nó lịch sự hơn là bạn có thể cho tôi mượn cây viết không? Right? Trong khi đó mình dùng chữ may đó.
May I borrow your pen? Có nghĩa là tôi biết là bạn sẽ cho tôi mượn cây viết phải không? Mặc dù mình đòi hỏi cái sự cái permission của họ, right? Nhưng mà một cách rất là sự lịch sự. Câu này nghĩa là gì các anh chị? May I be excused? Tôi được phép đi bây giờ phải không? No. Cái này có nghĩa là mình muốn mình đang nói chuyện với ai đó là mình muốn đi, ok? Mình muốn đi chấm dứt cái cuộc. Kháng gì vậy? Tôi có được và nó có nhiều nghĩa nhưng mà thường thường là như như vậy. Hôm qua hôm kia à, mình có lấy thí dụ rồi mà. May I go outside? Right. Câu này có nghĩa là gì các anh chị? Dạ, em đi nhé. I may ask her to marry me. So there is a possibility that I will ask her to marry me. Đúng không? Những cái thí dụ khác. Con này có nghĩa là gì? Chúng chị có bao giờ nghe câu này không? May you live long and happy. Mean I wish you a long and happy life. Đây là một cách mà chúc cho người ta tốt đẹp á. So may in this case is part of exclamation and can also express a wish or a hope, right? Can may yeah, what you must. Khi mà các anh chị dùng chữ must, nó có nghĩa như là okay, you must go with me. The word must denote a life or death imperative. You must go with me. Nói với con mình á, dẫn nó đi shopping á, biết không? Sợ lạc. You must go with me. Thế. Nhấn mạnh không đi là lạc là chắc chết. I must see the president. Có nghĩa là gì? I must see the president. Man, our lives depend on my seeing the president. Tôi mà không gặp cái ông chủ là tôi bị mất việc. Thí dụ như vậy. The president ở đây có thể là president of the company hay là the president of the United States. I don't know. Okay, đó là chữ must, chữ may, chữ can, chữ must. Mình hiểu rồi, right? Bây giờ qua can and could. Tổng thống. Can and could indicate subject ability to complete the action.
lên một cái sự việc mà nó có thể phải cái hành động nó sẽ được làm, có thể được làm. Thí dụ I can have the document ready by Monday. Cái chị nhớ cái chữ by Monday không có nghĩa là tới ngày thứ hai mình mới xong cái công chuyện này, mà mình làm sẽ xong trước ngày thứ hai. By ở đây thường thường là nghĩa là before nha các anh chị. Ví dụ như là you should be here by 2 o'clock, có nghĩa là bạn nên ở đây trước 2 giờ. Okay, by có nghĩa là before. Nhưng chị nhớ điều này nha. Cái câu này, she could be here as early as 8 o'clock this evening. Nghĩa là chỉ một cái sự việc có thể xảy ra. Chữ may and chữ might involve the subject receiving permission to complete the action of the verb. Thí dụ, nó nói lên một cái sự nhận cho phép đó, nghĩa là mình phải chờ một cái sự cho phép đã khá vậy đó. Để cái hành động nó được làm. You may sharpen your pencil. Là may I ask you a question? Khi mà nó you may sharpen your pencil nghĩa là gì các anh chị? Ví dụ mình đang có cái test, mình đang ngồi viết bài mà cây viết chì của mình nó cồn rồi. Okay, ông thầy ông sẽ nói you may sharpen your pencil, có nghĩa là sao trò không đi chuốt cây viết chì đi, thấy như vậy. Nghĩa là đúng ra đâu trong cái giờ test không có được đi tùm lum hết trơn, phải không? Mà cây viết nó cồn rồi không dám đi, thì ông thầy ông cũng sẽ nói câu này. Yeah, you may sharpen nghĩa là tôi cho phép bạn đứng dậy đi chuốt cây viết chì đi, thấy như vậy. May I ask you a question? Hay là may I ask you a question cũng được. Đấy. Tôi có được hỏi đặt câu hỏi với bạn hay không? Hay là một cái trường hợp khác dùng chữ may and chữ might. Or indicating the possibility that something is true or will happen in the future. Hoặc là nói một cái sự việc mà nó có thật hoặc là nó sẽ xảy ra ở tương lai. She said that John might be living abroad now. Cô ta nói rằng John có thể sẽ nó đang ở nước ngoài đó bây giờ. Nghĩa là nói cái sự việc nó có thật hoặc là nó sẽ xảy ra ở tương lai. The meeting may be as early as next week. Sự việc này something is true, nó có thật. Will happen in the future. Khi mà các anh chị thấy dùng chữ will á là nó sẽ xảy ra tương lai nhưng mà chưa chắc nha. Nhớ như chữ may, I mean chữ will á. Ok, đó là may and might. Giờ well and good. Mình
Okay, will and good involve the subject intention to complete the action of the verb. Có nghĩa là gì? Chữ will and chữ good đó, thì nói một cái sự intention. Intention là sự cố tình hay là cố ý, right? Để làm cái hành động đó. She will move her car in the next 10 minutes. Cô ta sẽ dời chiếc xe của ta trong vòng 10 phút nữa. Otherwise, I could help pay you back. Shall and should and ought to. Nhớ nha, ought to cũng có nghĩa là shall, nhưng mà nó dùng làm sao? Indicate the subject obligation or intention to complete the action of the verb. Shall slay the weak beast. Là gì các anh chị? Trong cái bàn cờ phải không? Trong cái bàn cờ the knight là gì, là con cờ gì? Anh chị nào đánh, biết đánh cờ phải không? Này là hình như là con xe phải không? Hay là những cái con cờ phải không? Phải không các anh chị? Này là con xe phải không? Thôi, nói chuyện với mấy người không biết đánh cờ cũng như không. Con mã hả? Nó con mã đâu phải đâu. Con xe mà. Hả? I would pay you back. I would help pay you back. Thế nào? Cái đó là mình sẽ học trong các thì. Knife là con mã hả? Con mã nên I don't know. Nay là hình như trong cái bàn cờ mà chess của Mỹ đó. I don't know. Cờ chess của Mỹ đó. Để coi coi. Knife. Yeah, tí. Hiệp sĩ, kỵ sĩ. Hiệp sĩ. Hiệp sĩ. I don't know. Thì mình nghĩ ở trong cái bàn cái chess của Mỹ á, cái knife là con xe đó. Để coi nha. Thì a mouse soldier served under the field superior in the Middle Ages in range that a man of ok thôi, con mã, con ngựa gì cũng được, con mã, con xe, con chốt gì cũng được. Yeah, they explain right here. Sorry, các anh chị đợi tôi một tí xíu nha. A bishop like a horse head. Okay, move one square vertically and then two square. Alright, đúng rồi, đó là con mã. And two square vertically. Đúng rồi, con mã. Like a horse, head.
Con mã, đúng rồi. Okay, Sailor Rook, huh? Yes. Red Queen, Sienna. Okay, hay là cái câu này. I should leave now. Tiếp tục nha các anh chị. Hay là câu này, nó đều là should hết trơn. Sure to let us know her plan for the holiday. Bây giờ mình qua must and had to. Này nó hơi boring chút xíu nhưng mà không sao. Must and had to indicate the necessity of the subject of learning, the action of the verb. Nó đòi hỏi một, nó đó là một cái sự cần thiết để làm xong cái sự việc gì đó. Ví dụ I must get my hand on those plans. Nghĩa là gì các anh chị? Tôi phải bắt tay vào làm cái chương trình này. Không phải gì vậy. I must. Or we had to clean the pool. That is always followed by to nha các anh chị, in the past tense of must. Must là hiện tại, nhưng mà quá khứ nó sẽ là had to. Chị nhớ điều này nha. Ngoài ra những cái trợ động từ nó không phải đi một chữ, hai chữ mà nó còn đi trong một cái phrase dài. There are many sentences have verbs that are more than one word long, as you can see in the present progressive perfect tense. Công an hả? Bên Việt Nam cái tiếng xe cảnh sát nó cũng giống vậy hả? Hả? Phải không? Thì đâu phải xe cảnh sát đâu. Phải không? Okay, next one. Rồi lắm, let's see. May and my rồi, will and good rồi. Bây giờ qua cái used to. Used to show the past habit. Phải không các anh chị? Có một cái bài cách dùng cái used to, right? Khi nào mình dùng used to, khi mà nào mình dùng be used to, and khi nào mình dùng used to without the the. Sẵn đây Tiểu My chia sẻ cho các anh chị cái bài này rất là hay. Khi nào mà mình dùng used to, khi nào mình dùng be used to, and khi nào mình dùng get used to, getting used to. Chị biết không? Biết cách dùng này không? And get used to.
Mình ưa bị lẫn lộn ba cái này. Used to đó là show the habitual past. Okay. Còn be used to đó là be used to là chỉ một cái expression mà we getting used to. No, we getting used to là chỉ một cái thói quen mà mình sẽ bắt đầu quen, mình có thể mình hiểu nó là bắt đầu quen là get used to. Còn be used to nghĩa là mình đã quen cái sự việc đó rồi. Còn used to nghĩa là cái sự việc đó đã qua rồi mà nó không còn nữa. Bây giờ thí dụ nha, cho các anh chị thí dụ thì các anh chị sẽ thấy rõ hơn. Trời đất ơi, đang học cái tiểu mi gây lộn hả? Gây lộn hả? Gây với tiểu mi nè. Muốn đánh lộn không? Muốn đánh lộn không? I K can you. I can you. Ok. Vừa nói tiếng Mỹ vừa nói tiếng Anh luôn. I can you. Right. Ok now. Coi câu này nha. Coi câu này nha. Mr. Smith used to smoke cigars, but he doesn't anymore. Có nghĩa là gì? Ông Smith đó, ông đã từng hút xì gà, phải không? Nhưng mà bây giờ ông không còn hút nữa. Thành ra cái sự việc này nó đã xảy ra hẳn rồi và nó không còn không còn nữa ở hiện tại. Nghĩa là bây giờ ông hết hút hút xì gà rồi, bây giờ ông chích. Khá như vậy. Còn câu này là gì? We are used to the noise of the airplane now. Mình đang ngồi trên máy bay á, không? Khá như vậy. Câu này có nghĩa là gì? Chúng ta bắt đầu quen với cái tiếng máy bay rồi. Nó không có còn bother mình nữa. Nghĩa là mới bắt đầu thôi. Phải không các anh chị? Nó không phải bắt đầu mà đã quen rồi, đã quen rồi. Sorry, đã xảy ra, đã quen rồi. Ok, đã quen rồi. Chúng ta đã quen với cái tiếng máy bay nó kêu ồn rồi. Mình đang ngồi trên máy bay đó là khái gì? Nghĩa là cái sự việc này nó ở cái thì nào các anh chị? Nó ở cái thì nào? Thì hiện tại, phải không? Nhớ nha, be used to là ở thì hiện tại, chứ không phải là cái sự việc này là nó không có xảy ra ở quá khứ. Hiện tại bây giờ chúng ta đã quen rồi. Thế hiện tại và tương lai luôn. Trong khi cái câu này cái thì này là thì khó phân biệt. Mình dịch tiếng Việt như vậy cho dễ hiểu đi. Chúng ta đã quen với cái tiếng động của cái phi cơ rồi. Trong khi cái câu này I'm getting used to the limit, I mean limit in this country, nghĩa là gì? Tôi bắt đầu quen với cái khí hậu của cái nước này, của cái nước này rồi, của cái nước này. Tôi bắt đầu thôi. Còn cái I be used to nghĩa là tôi đã quen rồi. Còn cái used to nghĩa là đã xảy ra rồi mà bây giờ không còn nữa. Còn be used to nghĩa là đã xảy ra và vẫn còn tiếp tục xảy ra. Còn getting used to là mới vừa bắt đầu xảy ra thôi. Các anh chị hiểu phải không? Một cái là đã xảy ra rồi là used to. Một cái là đã xảy ra nhưng mà vẫn còn tiếp tục xảy ra là be used to, right? Còn một cái là mới bắt đầu xảy ra thôi. I'm getting used to. Okay? So this makes sense to you now? Anh chị hiểu rồi phải không?
Ok, now next one. Bây giờ mình cho thí dụ đi, ok, cho nhiều cái làm bài tập đi thì các anh chị sẽ thấy rõ hơn. Ok. Nhớ nha, một cái đã xảy ra không còn xảy ra nữa, một cái đã xảy ra giờ vẫn đang tiếp tục xảy ra và một cái mới bắt đầu xảy ra thôi. Ok, câu này. Có hoa hả? He used to travel. Hay là he used to traveling. Hay là he used to travel. Hay là he used to traveling. Which one is right? 1, 2, 3, 4. Yeah, 1. Right? 1. Okay, oh, sao cái động từ you two nó phải là and I mean nó phải là children nha các anh chị. Nó phải là children nha. You two smoking, used to traveling, right? Used to đi theo với cái động từ phải có ing nha các anh chị, chúng mình mới sửa vô trong bài. Okay, next one. Bill work not very hard, but he does now. Dùng used to hay là be used to hay là you get used to. Not you two. Working, okay. I look forward to. Đây là một cái phrase verb, okay. Thành ra sao nó phải là ing, seeing, okay, seeing. Use not to working, right? Đâu có dùng, không có nói là use not hết trơn nha. Sửa sao các anh chị? Bill did not hay là Bill didn't use to work. Right, used to work, he does now. Câu này.
Sao cái used to nó phải là children hay là nó phải là nouns? Nghe các anh chị. We are not used doing, do, to doing the things in here. Chúng ta không có quen làm cái việc này ở đây. Khi các anh chị dùng are not hay là did not, right? Chứ mình không có nói you not, không có ai dùng you not hết trơn á. So which one is right? You là phải you too, phải không? So câu thứ nhất sai, không có to. Câu thứ hai sai, không có to. Câu thứ ba và câu thứ bốn. So which one is right? Yeah, to doing. Okay. Động từ nó ở phải ở cái thể gerund hay là phải là now. Okay, now next one. Chúng ta thì cái này dịch sao các anh chị? Chúng ta đã quen làm việc này ở đây rồi. Okay. Này, mặc dù nó là hiện tại nhưng mà nó vẫn còn đang tiếp diễn ở hiện tại. Câu này mặc dù dịch là nó có quá khứ ở trong đó nhưng mà nó vẫn còn đang tiếp diễn ở hiện tại thì coi như nó là hiện tại. Okay. Chúng ta đã quen làm cái công việc này ở đây rồi. Khá như vậy. Rồi câu này nha. A Mainland needs some time to get used to driving. Hay là used to driving, hay là used to drive, hay là used to drive on the left. Và thường thường bên Mỹ, người Mỹ họ lái xe bên tay mặt, phải không các anh chị? Ví dụ nó có hai lane, I mean không phải lane. Và thí dụ như là nó có hai lane, một cái chạy tới, cái bên kia chạy lại, thì người Mỹ họ lái ở bên bên cái lane bên mặt, okay, the right lane. Nhưng mà người Anh thì lái ở bên trái, phải không? Phải không? Người Anh lái bên trái, right? Thành ra người Mỹ mà qua bên nước Anh thì phải học lái bên trái, chứ không phải lái bên mặt. Để mi mà qua nước Anh chắc đụng xe quá à. Nếu mà các anh chị mà lái qua nước Anh mà lái bên bên trái á, bên mặt đó, thì các anh chị chạy ngược chiều, phải không? So cái câu này là cái nào đúng nè? Which one is right? Yeah, used to driving, right? Phải có đi, phải không? Used này phải có đi. Used to driving. Use lúc nào nó cũng phải có đi nha các anh chị. Nó là past nha. Use lúc nào nó cũng có đi. Thành ra use cái thứ hai sai, use cái thứ tư cũng sai luôn. Chỉ còn cái thứ nhất và cái thứ ba. Nhưng mà sao cái to là phải during, là động từ phải có ing, right? Thành ra câu thứ nhất đúng. You driving, used to driving nha các anh chị, nói một lần nữa. Sao nó phải là danh từ hay là gerund? Động từ có ing. Okay, next one. And used lúc nào cũng phải có đi. Nhớ điều này nha. They are not used to go, hay là used to go, hay là used to going, hay là used to going to work so early. Which one is right? Yeah, phải có đi. Yeah, phải có going, phải không? So câu thứ ba đúng. Cái này dịch là sao các anh chị? Họ đã quen, mình phải dịch như vậy. Họ đã quen làm việc sớm, rất là sớm, phải không? Mình dịch như vậy có nghĩa là họ đã và đang, okay, vẫn còn làm việc sớm.
Khi mà có động từ to be đó, mình phải dịch là đã và đang. Right? Okay, next one. Họ đã, họ đã không quen chứ. Sorry, họ đã không quen làm việc sớm. Giống như nó I'm not used to stay up late at night. I kind of vậy. Tôi không có quen thức khuya. I'd be used to, hay là get used to work at night. It doesn't bother me. Nghĩa là gì? Cái nào đúng các anh chị? I mean, làm câu này đi. It doesn't bother me. Nghĩa là cái điều mà tôi thường làm việc ban đêm nó không có là không có phiền phức gì với tôi hết trơn á. Thành ra cái này là possible, right? Nó không có làm phiền gì tôi hết trơn, nó nghĩa là cái sự việc này đã và đang xảy ra phải không? Yeah, I am used to working at night. Ủa sao cái câu này của Timmy sao có một chút xíu nè. I'm used to working at night. It doesn't bother me. I'm sorry. Chắc Timmy bị miss to working. Let me correct my text first, okay? Right. Câu này sửa lại như gì nè? Trả lời cái gì? Trả lời cái gì? No, no, no. Thì bỏ ED. Trong trường hợp chữ get này không có bỏ ED nha. Ok. To working. Okay, next one.
Ai mới dược mai của Jimmy. Cái chị coi câu này, ok coi câu này nè, câu mới vừa post ra đó. Cái này đã nói một cái sự việc đã xảy ra rồi, không còn xảy ra nữa. Thành ra ở đây Bill not, phải không? Used to work hay là working? Theo các anh chị nghĩ hả? Thấy không, có người đề work and có người đề working. Ở đây nó phải là working. Còn còn trong cái câu này cũng vậy nè. Giá thì no, nó đã có chữ din rồi, didn't, các anh chị nói là didn't đó, nhưng mà thật sự ra mình đọc là din. He used to travel hay là used to traveling hay là used to travel hay là used to traveling, which one is right? Các anh chị thấy không, cái used to đó tiếng Mỹ không hiểu, trong trường hợp này lại không có ing, used to travel. Để tiếng Mỹ check lại cái used to mà quá khứ thử coi nó là sao. Let me find another one then. Jimmy kiếm lại cái in the morning. Yeah, thí dụ như cái trường hợp này, hình như sao cái used to không có ing, okay? Cái be used to hay là get used to thì có ing. Thí dụ như trong trường hợp này, Mr. Saw teach in the morning, but now he teaches at night. Có nghĩa là nó đã quá qua rồi, mình sẽ dùng used to. Okay, có đi. Nhưng mà ở phía sau nó là to teach hay là teaching? Hả? Huh? Ok. Cái Linh Nhi use confused. Tiếng mình nói lại nào. Ok. Tiếng mình nói lại nào. Ok, let me go over. Khi mà used to không đó, okay, nó có nghĩa là past habit. Be used to đó, nó có nghĩa là past and present. Okay. Còn get used to đó có nghĩa là to start, right? Mới bắt đầu thôi, nghĩa là mới bắt đầu thôi, to start. Right? Yeah, mới bắt đầu thôi. To start.
không biết sao mà cứ bị rớt mai hoài. I don't know. Okay, this one. You will be used to, hay là get used to, hear English every day. Đúng rồi, Liên Nhi, đúng rồi. Ok, rồi các anh chị làm câu này đi. Yeah, we'll get you to, okay? We'll get you to hearing, right? Nguyên câu luôn, we get you to hearing. Tôi bắt đầu nghe tiếng Anh quen rồi mỗi ngày. Okay, now next one. Nếu mà mình không có ing thì mình sẽ dùng nó là danh từ nha. Base. I can't getting used to this noise. Yeah, câu số 2 không các anh chị? Get used to this noise. Okay, next one. Cái này mình dịch sao các anh chị? Tôi không có thể quen với cái tiếng động này. Không có thể hay không có bắt đầu, không có thể bắt đầu quen tiếng động này cũng được. I enjoy detective stories, but I don't anymore. Những câu chuyện về trinh thám đó. Yes, I used to enjoy. Very good, Jessica. Okay, now next one. Này mình sẽ dịch là tôi đã từng thích những câu chuyện trinh thám nhưng mà tôi không còn thích bây giờ nữa. Bây giờ tôi không có thích nữa. Okay, next one. What time is it? We're supposed to dismiss at 10, phải không các anh chị? 10 là 11 của các anh chị, phải không? Bây giờ chuẩn bị là 8:43, các anh chị là 9:43, phải không? Nghĩa là mình còn hơn một tiếng nữa hả? Phải không nè? Right, we have 1:15, right? Left. Okay, Maria, be used to, hay là get used to, American popular music yet? Đúng rồi, chữ mi là 844. Câu này làm sao các anh chị? Câu này mình sẽ dịch là Maria, mình không có thể dùng chữ get được, không dùng chữ get được. Tại khi mà dùng chữ get, when will you get, thì tiếng Mỹ sẽ dịch như vậy nè. Maria bắt đầu quen với cái popular music, là những cái loại nhạc mà thông dụng của người Mỹ chưa, phải không? Nó ngược, phải không? Một cái là positive and một cái là negative. Get có nghĩa là chưa, phải không? Còn get you to, get có nghĩa là chưa, còn get you to nghĩa là đã bắt đầu rồi, phải không? Khi mà dịch là vừa mới quen là get used to hay là got used to,
Nghĩa là vừa mới quen mà sao có chữ yet được? Yet là chưa. Right? Chưa. Con nghe mà. Yeah. Mình để cái negative vô đi với chữ Z. Okay. Maria. À, đừng có dùng cái so complicated. Jessica. Mình có thể mình dùng là Maria isn't, được không? Maria isn't new to American popular music yet. Cũng được, phải không? Phải không? Đồng ý không nè? Isn't. Isn't new to American popular music, phải không? Yet. Rồi, chứ mình không có thể dùng chữ get được. Okay, next one. He's not used to sleep, used to sleeping or used to sleep in a tank. In a tent. Cái lều. Yeah, he is not used, right? Có đi. Có đi nha các anh chị, use lúc nào cũng phải có đi hết trơn. Ngoại trừ trường hợp dùng quá khứ. He did not use to sleep thì không có đi, còn này he is not. Okay? Ngoại trừ khi nào dùng quá khứ. He's not used to sleep. So câu số 3 đúng. Used to sleeping, right? Okay, next one. In this room we learn học ngữ pháp. And bây giờ bắt đầu thế nào thì yeah, just go ahead to continue with us, okay? Dẫn tiếp tục với mọi người luôn. Mình miss những cái gì mà các anh chị miss thì mình sẽ repeat lại, mình sẽ review lại. Okay. Now this one. I couldn't be used to, hay là get used to the confusion in that office. You missed 17 units, hả? Câu này dịch là ông ta đã không có thể quen với cái sự confusion. Confusion nghĩa là gì các anh chị? Ở đây là be used to hay là get used to? Không có thể bắt đầu quen, phải không? Phải không? Get used to, right? He couldn't get used to the confusion in that office. Yeah, couldn't get. Okay, now next one. I can copy and paste. He's not used to driving or drive. Ở đây là be, right? Be used to. Thì mình sẽ dịch là đã và đang.
phải không? Ông ta đã không có quen lái xe phải không? Yeah, he's not used to driving, right? Used to driving, số 3 đúng phải không? Used to driving. Okay, next one. Không quen lái xe, that's right. I know he smoke now, but he didn't used to smoke. I mean smoking, used to smoke, or used to smoke, or used to smoking. Which one is right? So mình có chở động từ didn't, right? Thành ra chữ used không có đi. Okay. Couldn't. Yeah, cô dùng cũng được mà. Couldn't, I couldn't tell you. Dùng cũng được mà, cũng khẳng định mà. I couldn't tell you. So đây là mình có cái chỗ động từ didn't. Thành ra cái động từ, cái use không có đi. Nhớ nha, có chỗ động từ didn't rồi, cái use không có đi. So câu thứ hai sai. Câu thứ tư sai, chỉ còn câu thứ nhất và câu thứ ba. And used to smoke, okay? Không có ing. Khi mình dùng used to, chừng nào be used to hay là get used to mới có ing. Okay, next one. Chừng nào các anh chị không muốn làm nữa thì nó ngưng nha. Just tell me. Just say stop and I will stop. The fat man was tired because he was not used running to run or to running so fast. Cái ông mập đó đó thì mệt bởi vì ông ta đã không có quen chạy nhanh, phải không? He was not used, phải không? To, phải có chữ to. Yeah, running, right? Used to running. So câu số 4 đúng. Now next one. Stop hả? Muốn stop chưa? Các anh chị muốn làm nữa hay không? Để coi coi. Let's see còn còn bao nhiêu câu nữa. Ồ, còn nhiều lắm á, còn khoảng 30 câu nữa. 3 5 10. Muốn stop chưa? Hả? Ok, làm câu này xong đi rồi tính. I am be used to get used to this week. Weak American coffee. Chưa hả? Tôi thì ở đây mình có động từ to be, thành ra mình dịch là tôi đã và đang quen cái cà phê rất là lạc lõng, rất là lạc. Ở đây mình không có dịch là yếu mà mình dịch là lạc, cà phê Mỹ nó lạc. Okay. Yeah, I am phải là getting chứ không thể là I am vừa được phải không? Cái câu thứ nhất là sai hẳn rồi, tại mình double cái động từ to be là sai. Và cà phê nhạt, nhạt nhẽo. Và không ai nói là I am hết trơn nó, thành ra dĩ nhiên là get used to weak, right? But get ở đây phải là getting, phải không? Tại động từ to be mà, getting. Okay. Jessica đúng. Nữa phải không? Nữa hay là thôi? Nữa hay là thôi? Nữa. Ok, nghĩa là làm tiếp tục nữa ha. Yeah, làm cho các anh chị quen đi, please.
But I will skip some sentence, okay? Don't worry. We are not used to loving, used to love, or used to loving, or used to love and such a noisy play. Ở đây có động từ to be thì mình phải dịch là đã và đang. Phải không? Tôi thì không có đã và đang quen sống ở một cái chỗ mà nó ồn ào như vậy nè. Okay, in such, nghĩa là như thế đó, như vậy đó. So I'm not, I mean we are not used, phải không? Có ed, bắt buộc phải có ed nha các anh chị, và động từ phải có ing. Used, so câu thứ ba đúng. To loving. Ok, câu này nha. Ok, I still haven't got. Got hay là gone cũng được nha các anh chị. Got hay là gone cũng được. Used to love hay là used to loving. Hay là used to loving, used to love and this hill city. Mình có cái get, get used to. Mình phải dịch là bắt đầu, quen, ok. Còn be used to là đã và quen. Còn used to là đã rồi, không còn xảy ra nữa. So đây mình có chữ got ở đây, mình sẽ dịch là bắt đầu. Nhớ nha, sẽ mình nói rõ cho các anh chị đó. Tôi vẫn không có bắt đầu quen sống ở cái thành phố bự như vậy. So got, you phải có đi phải không? Yield to. Và động từ phải có ing. Okay. Nhớ nha, got to hay là be, I mean got you hay là be you, động từ phải có ing, win-win. I mean, I'm sorry, chang chứ. Ok, động từ phải có ing. So câu thứ hai đúng, sorry, win-win. Ok, now next one. Cái be used to đó, nó đã xảy ra và nó đang xảy ra. Tôi đã và đang quen. Okay? Tôi đã và đang quen. Còn cái got, cái get used to là mình dịch là bắt đầu quen thôi. Okay? We be used to hay là get used to the hot weather in the city now. Chúng tôi, nếu dùng chữ be đó thì đã và bắt và quen, còn dùng chữ get đó thì bắt đầu quen. Các anh chị nên dùng cái nào nè? We are used to hay là we get used to. Thật sự đó cái nào cũng được, phải không? Các anh chị nói là tôi đã bắt đầu quen cái thời tiết của cái thành phố này bây giờ, hay là tôi các anh chị có thể dịch là tôi đã quen với cái thời tiết nóng của thành phố này bây giờ, hay là tôi bắt đầu quen cũng được, cái nào cũng được phải không? Right. Câu này nha. I'm not used wait or to waiting or waiting or to wait for people. Ở đây mình có động từ to be used to, mình sẽ dịch là đã quen phải không, hay là đã không quen, right? Thành ra I am not used phải có to, phải không? Bắt buộc phải có to. Và động từ phải có ing. Tại vì be used to hay là get used to, động từ phải có ing. So câu thứ hai đúng, right? Used to waiting.
Okay, very good. Now next one. Cái vấn đề là các anh chị phải hiểu, mình phải hiểu mới được. You will soon be used to, hay là get used to travel by bus. ING là gì? ING. Động từ phải có ING. Có nghĩa là waiting. Okay, waiting có ING. Động từ to wait á. You will soon. Yeah, khi mà mình nói soon là tương lai phải không? Chẳng bao lâu bạn sẽ bắt đầu quen với cái đi 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 bằng xe bus đó. Đi bằng xe bus đó. Ở bên Mỹ Mỹ này mà các anh chị đi bằng xe bus là một cực hình đó. Chỉ có những thành phố lớn như New York. Okay, thành phố thường thường New York đó, nó giống như bên Tây vậy đó. Gần như là mọi người đi xe bus, đi metro nhiều hơn. Còn tất cả những cái tiểu bang khác, ít ai đi xe bus ngoại trừ mình nghèo đúng không? Mình có xe, mình phải đi xe bus. Với Mỹ đen, phải như vậy. Nhưng mà bên Tây thì không phải kẹt xe, bắt buộc ai cũng phải có chiếc xe hết trơn á. Xe cũ xe mới gì cái bắt buộc các anh chị phải có chiếc xe mới được, không có chiếc xe rất là phiền phức. Bây giờ các anh chị có đi xe bus, các anh chị cũng phải lội bộ một một một, một lội bộ cũng hơi xa mới đón được xe bus. Xe bus bên Mỹ này rất là comfortable, rất là convenient. Trên xe bus rộng rãi, có máy lạnh đằng kia, rộng rãi, nhiều khi có toilet nữa, đủ thứ. Đi xe bus cũng ghét, nhưng mà tại vì đi chung đụng với Mỹ đen nên mình hơi 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 ngại á, thấy như vậy. Xe bên này á, biết làm sao không, trong nhà thí dụ có 5 người, nhiều khi phải có 5 chiếc xe đó, tại đi làm mỗi người đi một hướng mà thành phố Mỹ thì một cái city của Mỹ nó bự lắm á. Một cái tiểu bang của Mỹ nhiều khi còn lớn hơn nước Việt Nam nữa, khá vậy. Giờ các anh chị bắt buộc phải cố gắng mua một chiếc xe cũ mới đi, mới có xe đi làm, còn không có gian người ta hay là đi xe bus rất là phiền. Ok, now next one. So ở đây mình có be used to hay là get used to các anh chị? Cái này nó chưa xảy ra phải không? Phải không? Thành ra mình không có dùng cái be used to hay là quá khứ được, phải không? Nó chỉ mới bắt đầu thôi, right? Thành ra get used to. And used to what? Traveling, right? Traveling. Nhớ nha, cái traveling phải có ing. Okay, next one. Cái câu này à, cái đồng lại cái từ mà on foot. His grandparents used to hay là used to go hay là used to going to school 10 kilometers away on foot. Bà nội của cậu ta đó. Cái này vẫn còn tiếp tục xảy ra phải không các anh chị, phải không? Vẫn còn tiếp tục xảy ra phải không? Thành ra mình sẽ dùng cái là vẫn còn tiếp tục xảy ra hay không, không còn phải không, không còn. Còn tại vì nếu mà vẫn còn thì nó phải là be, phải không? Không còn. Thành ra ở đây mình sẽ dùng you the two, phải không? Có chữ D, you the two. Và động từ sẽ không có ing, phải không? So câu thứ hai đúng. Right?
You've got đi và động từ không có ing. Nếu mà chỉ một cái sự việc mà đã xảy ra rồi, không còn xảy ra nữa, thì động từ không có ing. So câu thứ hai đúng. Okay, let me post the answer. Okay. Ghét quá. Dạ, cái con chuột. Okay, next one. Are you be used to, hay là get used to, left and a small apartment yet? Bạn có quen sống ở trong một cái cư xá nhỏ chưa? Ở đây là get used to hay là be used to? Bà đã và đang quen sống ở trong cái chung cư nhỏ chưa? Cái này đã xảy ra chưa các anh chị? Đã xảy ra rồi phải không? Phải không? Nhưng mà có quen hay chưa? Đã xảy ra rồi mà. Nếu không xảy ra thì hỏi cái người đó xong là nếu không xảy ra thì làm sao biết cái người đó đang sống ở cái chung cư nhỏ? Đồng ý không nè? Phải không? Cái này mình dùng cái be used to nó hay hơn. Phải không? Nếu mà không, nếu mà chưa có xảy ra thì làm sao biết cái người đó người đó sống ở trong cái chung cư nhỏ. Phải không? Ở đây bài nó dùng cái be used to. Yeah, to living. Used to living. Are you used to living in a small apartment yet? Câu hỏi mà các anh chị. Right? Yep. Right. Okay, now next one. Ok, câu này nha. Cái Jesus này đó mình làm nhiều các anh chị mình mới nhớ nổi. Các anh chị mình làm mà không có đủ, mình không có, mình cũng còn confused why. So hôm nay I want you to finish this exercise, okay? When she was young, she used to get up quite early. Khi mà cô ta còn trẻ, cô ta thường thức dậy sớm. Cái điều này còn xảy ra không các anh chị? Hả? Cái điều này còn xảy ra không? Không còn xảy ra nữa, phải không? Không còn xảy ra thì mình sẽ dùng yield the two. Right? Yield the two. So used to get, phải không? Used to get. So câu thứ nhất đúng. Okay, không có ing. Câu thứ nhất đúng. Không có ing. Used to get chứ phải to. Okay, next one. Đây mình dịch là cô ta đã từng thức dậy sớm lúc mà cô ta còn trẻ. Nhưng mà bây giờ hết rồi. Nên mình không có dùng be used to hay là get used to mà mình dùng used to only. Mrs. Nelson walked downtown, but now she takes the bus. Cái điều này cũng không còn xảy ra nữa.
Bà Nelson đó thì đã từng đi bộ xuống phố, nhưng bây giờ bà ta đi xe bus, đón xe bus. Yield the to walk without ing. Very good. Okay, now next one. Từ từ các anh chị hiểu hết trơn rồi phải không? Dễ rồi phải không? And are yielded to love, are yielded to living in London. Cô ta vẫn không có bắt đầu quen sống ở London. So đây là get phải không? Có get phải không? Thành ra get used to living. Ok, động từ có ing. So câu thứ, câu nào đúng nè? Hình như I think got used to living. Câu thứ nhất đúng phải không? No, what I'm doing? Yeah, câu thứ nhất đúng. Used to living. Very good. Okay, now next one. He's broke, but he's used to. To have not, not to have, to having no tiền rồi. Nhưng mà trước đó ông ta thường có rất là nhiều tiền. Nhưng mà trước đó ông ta thường thường không có tiền luôn. Trước sau gì cũng không có tiền luôn. Right? So which one is right? Câu số 3 đúng, right? Tại vì yield to bắt buộc phải đi liền với cái to. Và ở đây dùng động từ to be ở đây thì cái động từ phải có ing. Okay? So, but he used to having, phải không? So, câu thứ 3 đúng, to having no money. Right? Và ông ta đã quen với cái công việc không có tiền. Ông ta thì sạch túi rồi, ông ta không có tiền gì hết trơn. He's broke. Cái này là một cái thành ngữ nha các anh chị. He's broke, chứ không phải broken nha. He's broke là ông ta hết tiền rồi. Nhưng mà ông ta đã quen với cái vấn đề mà không có, lúc nào cũng không có tiền. Okay. Okay, next one. Mình dạy bài mới hả? We have 45 minutes left. What has happened? Thomas never do his homework poorly. Never là không, bao cứ tương lai hiện tại gì ông ta cũng không có làm cái chuyện này. Chuyện gì sẽ đã xảy ra? Thomas nó không bao giờ làm cái công việc của nó một cách tệ đó. Nghĩa là bây giờ ông ta làm việc tệ, nhưng mà trước đó ông ta không bao giờ làm cái công việc tệ như thế này. Đại khái câu này như vậy đó. Có nghĩa là cái điều này đã xảy ra rồi, không còn xảy ra nữa. I mean cái điều này, yeah. Cái điều mà ông ta làm việc good đã xảy ra rồi, nhưng mà bây giờ ông ta làm việc rất là tệ. Ở đây mình sẽ dùng yield to, phải không? So yield to do. Never yielded to do. Sorry, cái bụng nó kêu rồi.
So câu đúng sẽ là never yield. Never yield to do. Okay, next one. Cái bụng nó kêu, các anh chị có nghe không? Đâu phải quên ăn đâu, sáng ngủ dậy là chạy vô đây liền. Đâu có giờ ăn đâu. I'm not used to rain. Hay là used to raining. Used to raining, used to rain long distance. I mean long distances. Ở đây mình, tại sao mình dịch, dịch là distance, mình đọc là distances các anh chị? Phải không? Phải đọc vậy không? Tại sao vậy? Hả? Tại sao đọc là distances mà không phải đọc là distance? Anh chị giỏi cái pronunciation lắm mà. Có những cái trick, có những cái rule mà mình phải nhớ. Let me close this one. Very good, Chang. Okay. Tiếng Mỹ không có biết cái vấn đề voiceless hay là voice gì hết trơn đó. Và những cái âm mà tận cùng bằng CE mình phải đọc là S, phải không? Bằng âm S, okay. Chị Mi có cái cách mà phát âm riêng cho chữ Mi. Không biết các anh chị muốn theo chữ Mi theo, còn không thì theo cô Hạt Cát. Cô Hạt Cát có luật lệ đồ đàng hoàng, còn chữ Mi học theo chữ Mi. So mình thêm một chữ S nữa phía sau này, mình phải đọc là sis, okay. Để cho nó khác chút xíu. Place, places. Thì hiện giờ đang chia sẻ nữa. Tới đâu chia sẻ tới đó, chứ tụi mình đâu có chuyên môn chia sẻ vấn đề đó. Ok. Watch it không phải. Watch it nó qua cái vấn đề khác. Anh chị hiểu rồi phải không? Cái gì mà có hai cái âm S thì mình đọc là it ở trong đó. Giống như là cái gì nữa nè. Confuse. Phải không? Confuses, right? Confuse. Ok, thôi tiếp tục nè. Bây giờ làm câu này nha. Nữa có... Ok, đè nó cũng không được luôn. Copy lại. Con chuột này cái chướng quá đi mất. Processes. I'm not used to rain. Hay là used to raining. Hay là used to raining. Hay là used to rain long distances. Cái dịch là đã và đang, phải không? Tôi thì không có đã quen chạy xa. Long distances là chạy rất là xa, 10 miles, khá như vậy. Thành ra mình phải có cái use phải có đi và rain phải có ing, phải không? Thành ra câu số 3 đúng. Anh chị biết rồi, giờ bắt đầu từ từ biết rồi đó. Cự ly dài hả? Ai đâu biết cự ly là gì, không biết. You'll be used to, hay là get used to our new working hours very soon. Và yeah, chạy đường trường thì hiểu, còn cự ly thì không hiểu. Bạn sẽ, ở đây mình dùng be to hay là get used to. Khi mà mình nói very soon là nó chưa có xảy ra, phải không? Nó sẽ xảy ra trong chốc lát nữa. Thành ra đây mình sẽ dùng chữ get, phải không? Get là bắt đầu, còn be là đã rồi. Chị nhớ điều này nha. Mặc dầu nó là thì hiện tại hay quá khứ, nhưng mà khi mà mình nói be used to là đã xảy ra rồi, còn get là mới bắt đầu thôi. Bạn sẽ bắt đầu quen cái giờ làm việc mới của chúng ta.
Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ bắt đầu quen với cái giờ làm việc mới. Nên đây mình sẽ dùng chữ get used to, right? Sau câu thứ hai đúng. Chuẩn bị cách nghĩa rõ ràng như vậy mà các anh chị không có ghét được thì đi lượm lon cho rồi đi. Anh chị đi lượm lon, Tiểu My đi lượm theo, tại vì Tiểu My cũng dở. Right? Used to đó là sự việc đã xảy ra rồi. Còn get used to đó là mới bắt đầu xảy ra thôi. Ok, anh Bảy hiểu rồi phải không? Anh Bảy Vũng Tàu. Anh Bảy hiểu rồi phải không? Right? Say yes đi please. Ok, cảm ơn. Ở đây mình sẽ dịch là be ở đây là đã và đang, phải không? We are not. Ở đây là be. Tôi đã không có quen có nhiều tiền. Tôi không quen, đã không có quen có nhiều tiền đâu. Ok. Thấy như vậy. Lượm lon giàu hả? Ở bên này còn nghèo, nghèo, nghèo tệ bạc luôn. Ở bên này lon cho free luôn á các anh chị. Mỗi tuần á, mỗi nhà có hai cái thùng rác bự, thiệt là bự phải không? Nhà nào cũng có hai thùng rác bự. Một thùng rác thì để rác, rác với đồ ăn, những cái gì mà nó không có recycle được đó. Khi những cái gì mà nó không có recycle được thì để qua một cái thùng. Còn khi lon đồ hay là những cái ly bia, chai bia hay là kia, và mỗi tuần nó làm sở rác nó lại lấy. Đó, đại khái như vậy. Ở bên này không có ai làm giàu bằng 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 lon hết trơn á. Mỗi mỗi tuần nó collect hai cái thùng rác như vậy rồi. Giờ các anh chị muốn bán cho ai đâu? Rác sinh hoạt và rác công nghiệp hả? Không biết. Nghĩa là một cái thùng rác mà không có recycle được. Nghĩa là những cái gì mà nó không có làm lợi được. Như giấy nè, bịch ni lông nè, lon nè, chai nè. Đại khái như vậy. Okay. Còn một cái rác mà không có recycle được thì để qua một cái thùng rác khác. Mỗi khu nó có một cái ngày khác. Cái khu của Tiểu My thì nó lấy ngày thứ bảy tuần một lần. Ok, câu này nha, làm câu này. Ở đây mình có động từ to be ở đây, có nghĩa là mình dịch là đã. Ông ta không có quen với cái sự không có quen có tiền, cái gì vậy? Ok. Ok, we are not youth. Youth, you what can chị? Used to being. Thấy không? Youth phải phía sau phải có to nữa, zero. Yeah, used to being. Now zero now. All right. Okay, next one. He writes poorly, but he be used to, hay là get used to his writing by now. Ông ta viết viết rất là dở, hay là viết chữ xấu quá. Viết vậy phải không? Cái công việc này đó có nghĩa là đã chấm dứt rồi. Đấy. Thành ra mình sẽ dùng ông, nhưng mà bây giờ ông ta bắt đầu chứ. Ông ta bắt đầu hay là ông ta đã quen? Các anh chị dùng get hay là to be nữa? Be you to hay là get you to? I think be used to, right? Phải không? By now. Các anh chị thấy by now có nghĩa là gì? Có nghĩa là đã xảy ra rồi. Cái sự việc mà ông ta bây giờ ông ta viết rất là good, nó đã xảy ra rồi. Tại chữ by đó là before.
Chị nhớ điều này nha, tại sao mình biết chữ by là before? I mean, tại sao mình biết sự việc nó đã xảy ra rồi? Tại vì chữ by. Chị không hiểu hả? Giờ dịch lại nè. Ông he's write poorly, có nghĩa là ông ta viết văn rất là dở. Ở quá khứ đó ông ta viết văn rất là dở, nhưng mà ông ta đã và đang quen quen với cái sự sự viết giỏi của ông ta ngay bây hiểu rồi phải không? Nói hiểu đi khỏi mất công nghe gì, khỏi mất công cách nghĩa, chứ cách nghĩa dở lắm à. Ok, look at this one, anh bảy. You should. Ok, đi. Giờ ông ta đã cải thiện đi, cảm ơn. You should be here by 6. Cái câu này mình phải hiểu là bạn nên có mặt ở đây trước 6 giờ. Chứ không phải là đúng 6 giờ nha, trước 6 giờ. Rồi từ cái câu này mình apply vô cái câu bài tập. Nhưng mà ông ta đã và đang cải thiện cái sự viết văn của ông ta. Đã và đang cải thiện cái sự viết văn của ông ta rồi. Ok. Dùng cái before 6 nó không có nghe hay bằng by 6. Ok, không có nghe hay bằng by 6. Bây giờ các anh chị coi câu này nè. You will be home at 6 o'clock. Okay. And he will, she đi, bà nói, she finished. Finish her homework, her work by then. You will be home at 6 and she'll finish her work by then. Nghĩa là gì? Bạn sẽ về nhà, có mặt ở nhà lúc 6 giờ. Và cô ta sẽ xong cái công việc của ta trước cái lúc đó. Nghĩa là before 6, by then có nghĩa là before that time, before 6. By then không có, by what time không có nghĩa là ngay chốc cái giờ đó. Anh chị phải hiểu như vậy. Các anh chị có nghĩ là vừa đúng 6 giờ là cô ta xong cái công việc liền không? Cô ta xong việc exactly at 6 o'clock sharp không? Các anh chị có thể tưởng tượng được cái sự việc như vậy không? Nghĩa là vừa đúng 6 giờ cô ta để cây viết xuống. Ví dụ cô ta đang làm homework, vừa đúng 6 giờ cô ta để cây viết xuống không? Đâu có thể nào như vậy được. Phải không nào? Các anh chị hiểu chỗ này không? Hay là mình nói là các anh chị hiểu rồi phải không? By ở đây lúc nào cũng phải là before hết trơn. Không thể nào mà exactly hay là sharp được hết trơn. Ví dụ như còn một câu khác nữa nha. You come home at 6 and she'll
Finish. Bạn tới nhà lúc 6 giờ. Giờ cô ta sẽ xong cái cô ta sẽ nấu ăn xong trước đó. Khi không có thể nào vừa đúng 6 giờ cô ta tắt bếp được hết trơn á. Ông biết không nào? Không có thể nào mà at 6 o'clock sharp được hết trơn á. Nên mình phải hiểu là mình về nhà 6 giờ là cô ta đã nấu ăn xong rồi. Okay. Ít nhất là trước 6 giờ cô ta đã nấu ăn xong rồi. Right? Thành ra cái, bây giờ áp dụng vô cái câu bài bài tập. By now có nghĩa là trước trước cái thời điểm này. Ông ta, cái sự viết văn của ông ta rất là dở. Nhưng mà ông ta đã và đang. Ở đây mình phải nói là cái sự việc mà ông ta viết dỗi rồi đó, nó đã xảy ra rồi, chứ không phải nó mới bắt đầu, phải không? Thành ra đây mình phải dùng cái động từ to be, chứ không phải là dùng cái get used to. Get used to là mới bắt đầu thôi, mình không thể dùng kiểu by now là mới bắt đầu. Right? Rồi cái chị hiểu rồi phải không? So they be used to know. Okay. That's it. Yeah, he used to. Okay, next one. Father is not very fat now, but he used to being, hay là used to be, hay là is used to be, hay là is used to be father. Bà đó thì không có rất là mập bây giờ, nhưng mà ông ta đã từng mập hơn. Ok, câu 2 thì 3 nha. Bây giờ ông ta thì không có rất là mập, nhưng mà cái sự việc mà ông ta mập hơn đó đã xảy ra rồi, không còn xảy ra nữa phải không? Thành ra ở đây mình đâu có dùng cái động từ to be, right? Phải không? Mình không có được dùng cái động từ to be. Mình chỉ cái sự việc đã xảy ra rồi, không còn lặp lại nữa. Thành ra mình chỉ dùng cái used to mà thôi. Phải không? Và khi mình dùng cái used to thì động từ không có ing. Ok? Bạn biết không nè? Động từ không có ing. Không có dùng động từ to be. Tại nói cái sự việc đã xảy ra, không còn xảy ra nữa. Right? Thành ra câu thứ 3 sai, câu thứ 4 sai luôn. Right? Thành ra mình chỉ dùng cái used the to. Đó, thì mình nói rõ như vậy. Khi mà mình dùng cái sự việc đã xảy ra rồi, không còn xảy ra nữa, thì động từ không có on. Anh Bảy hiểu rồi phải không? Anh Bảy mình cắt nghĩa rất là rõ ràng. Say yes đi anh Bảy, please. Khổ thì thôi á, họ còn phải năn nỉ, ép buộc nữa. Ok, let's see. Oh my, mình còn bữa nay làm cho hết cái bài tập này nha các anh chị. Ok, ngày mai mình học cái mới. Yếu lắm. Okay, John attends the meetings regularly, but he doesn't anymore. John thì nó dự vào những cái buổi họp rất là thường xuyên, nhưng mà ông ta không có làm việc đó nữa. So cái sự việc này đã xảy ra rồi, không còn xảy ra nữa. Nhớ nha, thành ra mình chỉ dùng đơn giản là used to mà thôi. Okay.
Và động từ theo nó không có ing. Right? So you to attend. Very good. Attend là đi nha. You may spell Lê Nguyễn. Lê Nguyễn. Yeah, you to attend. Okay, next one. I'm not used to getting, hay là used to get, hay là used to get, hay là used to getting up so early. Tôi thì không có quen thức sớm. Ở đây 4 cái, 1, 2, 3, 4. Ở đây 4 cái đều không có be and có get phải không các anh chị? Thành ra ở đây nói cái sự việc đã xảy ra rồi, không còn xảy ra nữa, phải không? Nó còn không có be ở trong đó, nó cũng không có get. Thành ra câu số 4 đúng, used to getting. I mean, có động từ to be chứ. I'm not, I'm sorry. Thành ra động từ phải có ing, câu số 4 đúng. Sorry các anh chị. Okay, now next one. Câu này nha. I'm not used to this cold weather of yours. Tại sao đây là weather of yours các anh chị? Yeah, cái used at and used at. Câu thứ hai, câu thứ tư sai. Không có ai nói used at hết trơn mà phải là used to. Số 2 với 4 sai. Chỉ còn có 1 với 3 thôi. Ở đây I am là động từ to be, phải không? I'm not used to. Chứ mình không có thể nói I'm not used to được. Thành ra câu thứ ba cũng sai luôn. Thành ra câu thứ một đúng. Right? Ở đây đó là họ muốn nhấn mạnh. Ok? Muốn nhấn mạnh. Tại sao mà bạn cứ bị sổ mũi hoài vậy? Thế là tại sao bạn cứ bệnh hoài vậy? I'm not used to this cold weather of yours. Nhấn mạnh, ok. Thay vì mình nói I'm not used to this your weather, this your cold weather, không có nói như vậy. Nói như vậy cũng được. Used to this your cold weather. Nói như vậy nó bình thường thôi, ok. Hải Nguyễn, you just come into the room, right? Hải Nguyễn, answer me, say yes đi please. Thấy không? Biết thế nào cũng say yes à. Ai mới vô room tụi mi biết liền á. Tại không biết trời đất gì hết trơn. Ok, mình đang học về cái dùng mình gọi nó là used to. Nó là trợ động từ. Ok. Hay là be used to. Hay là get used to. Mình dịch nó là mình dịch nó là cái thói quen á. Mình dịch nó là gì ta? Quen á, mình dịch là quen á. Tôi đã quen hút thuốc. Tôi đã quen hút thuốc hồi xưa, tôi đã quen hút thuốc, bây giờ tôi không còn hút thuốc nữa. I used to smoke. Cho thí dụ cho Hải Nguyễn. I used to smoke. Đã từng hút thuốc.
hồi xưa, nhưng mà bây giờ mình hết rồi, hết hút thuốc nữa rồi, chấm dứt hẳn luôn. Tôi đã từng quen hút thuốc. Đây là cái cách dùng thứ nhất, phải có ED. Okay, tại used to ở đây nó là I am used to smoking. Câu này có nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là tôi đã và bắt đầu quen hút thuốc rồi. Có nghĩa là hồi xưa mình không có hút thuốc, nhưng mà bây giờ mình đã và đang hút thuốc đó. Mình đã và bắt đầu quen hút thuốc rồi. Thế đó là cái thí dụ thứ hai. Bây giờ nói I get used to câu này có nghĩa là tôi mới bắt đầu quen hút thuốc mà thôi. Tôi mới bắt đầu quen hút thuốc thôi, chứ tôi chưa có đã. Tôi mới bắt đầu thôi. Còn cái I am used to nghĩa là tôi đã và quen hút thuốc rồi. Cái câu cuối cùng là mình mới bắt đầu hút thuốc thôi, và mình bắt đầu quen hút thuốc rồi, mới bắt đầu thôi. Hỏi Nguyễn hiểu rồi phải không? Thành ra bắt buộc phải có chữ D, had to. Okay. Hay là must to. Okay. Điều là trợ động từ, tại mình đang học về trợ động từ helping verb. Thái Nguyễn hiểu phải không? Rồi, cảm ơn. Thấy như vậy, nhưng mà mình phải nhớ ba cái cách dùng. Used to không đó là chỉ một cái sự việc đã xảy ra rồi, không còn xảy ra nữa. Còn be used to đó chỉ sự việc đã và đang xảy ra. Và get used to đó là mới bắt đầu xảy ra thôi. Okay. Rồi, hỏi Nguyễn hiểu rồi, mình đi tiếp tục nha. Mình làm cho hết bài tập, cũng còn khoảng 10 câu nữa. Hy vọng mình sẽ chấm dứt bài tập này hôm nay. Okay, next one. I am used to get, hay là used to get, hay là used to getting, hay là used to getting up early in the morning. Hình như mình làm câu này rồi phải không? We done this one. Let's see. Chưa, mình chưa làm. Mình làm câu này rồi. Câu này là câu số 4 đúng phải không? Move on the next one to the next one. Okay, this one is your friend be used to get, I mean to, hay là get used to traveling by subway yet? Cái traveling này double L hay là just one L? Hai chữ NL hay là một chữ NL các anh chị? Cái traveling này. Hai chữ NL hay là một chữ NL, cái nào đúng? Hai hả? Vậy là tụi mày bị misspell hả? Tụi mày viết sai hả? Đúng luật á. Yes. Đúng luật đó, cả hai đều đúng. Ok. Nhưng mà nếu mà các anh chị là người Mỹ á, ok, thì các anh chị đúng luật, sử dụng đúng luật. Còn người Anh, người Úc, họ thấy traveling là họ double liền. I don't know why. Tại sao người Mỹ đúng?
Tại sao người Mỹ đúng các anh chị? Hả? Người Mỹ họ họ viết một chữ L thôi. Nhưng mà người Anh, người Úc, người Canada thì họ dùng hai chữ L. Double L. Very good, Tạ Linh. Đúng luật đó. Chỉ khi nào mình nhấn cái âm cuối đó, mình mới double cái vowel. Ok. Travel. Các anh chị nhấn âm nào? Nhấn âm đầu. Đó không? Travel. Mình đâu có đọc là travel. Đồng ý không nè? Chỉ khi nào các anh chị nhấn âm cuối á, các anh chị mới double. Còn nếu mà không có nhấn âm cuối thì các anh chị không có double. Ok. Ví dụ như cái này. Cái này có double không? Entering. Có double không? Answer me please. Có double không? Đang suy nghĩ. Không có. Tại sao? Tại vì mình nhấn âm đầu, mình đọc là enter. Right? Enter. Mình đâu có đọc là enter đâu. Thấy không? Mình đâu có đọc enter. Khi nào các anh chị đọc n chữ r, ok, mà mình đọc là enter. Right? Ok, rồi. Câu này nha. Chữ này nha. Có double không? I am this. Tại sao không double? Tại sao không? Yes. Tại vì không phải nhấn âm cuối. Ok, mình trả lời như vậy đó. Tại vì không phải nhấn âm cuối. Chừng nào nhấn âm cuối mình mới double. Chứ không phải là nhấn âm 2 mới double nha các anh chị. Phải nói chắc là không phải nhấn âm cuối. We don't stress on the last syllable, so we don't need to double the vowel. I mean the consonant. So đây mình nhấn âm 2 mà phải không? Mình đọc là discover. Discover. Mình đâu có đọc là discover. Khi nào mình đọc discover thì các anh chị nhớ double, ok? Đấy. Rồi, that's good. Nhớ nha, chừng nào nhấn âm cuối, không cần biết nó là multisyllable là hai âm, ba âm, bốn âm gì không cần biết. Chỉ khi nào nó nhấn âm cuối, mình mới double. Right? Bây giờ trở lại cái travel cũng vậy. Hai cái này đều đúng hết. Okay, khi nào họ hỏi mình tại sao này không double L vậy? Tại vì đúng luật. Tại sao cái này double L vậy? Tại vì tôi là người Anh. Chứ không phải tôi là người Mỹ. Tôi là Việt Nam. Vietnamese. Okay. Yeah. Chỉ có người Anh, người Úc, người Canada thì họ double, người Mỹ họ không double, người Mỹ họ xài đúng luật. Okay. Tại vì đúng luật là không double travel. Phải mình nhấn âm đầu chứ đâu phải mình nhấn âm cuối đâu. Nhưng mà anyway, hai cái double hay không đều đúng hết trơn. Họ hỏi tại sao thì nếu mà mình không double đó thì mình nói tôi là người Mỹ. Còn mình double thì mình nói tôi là người Anh. Ok, thành ra họ không bắt mình xài cả hai luôn. Mình xài cả hai luôn. Right. Tôi làm Mỹ gốc Việt hay là tôi là Anh gốc Việt cũng được, ok, xài cả hai luôn. Ok, next one. Làm câu này nha, trở lại cái câu bài tập. Ok, now I move fast. Ok, cũng như không cắt nghĩa cho các anh chị nữa nha, cái nghĩa nãy giờ nhiều rồi, giờ các anh chị phải làm cho nhanh. Ok. Is your friend be used to, hay là get used to traveling by subway yet?
Các anh chị nhớ cái chữ by phải không? By là đã rồi, by là trước phải không? Đã rồi. Thành ra đây mình không có dùng get được. Nãy chị mới cắt nghĩa rồi. Mình không có dùng get được. Get là mới bắt đầu thôi chứ không phải là đã. Tại chữ by mà. Nãy chị mới cắt nghĩa rồi mà. Đồng ý không nè? Right, mình phải dùng be. Okay. Is your friend? Oh, ở đây is your friend? Is your friend used to? Okay, để tôi sửa lại trong bài nha. Giờ đây be thôi chứ không có là used to thôi chứ không có là be, okay? Tôi sửa lại trong bài rồi. Nào, cái câu lại đó. Không có post là được. Yes. So ở đây câu thứ nhất đúng, phải không các anh chị? Tại vì is more, is your friend used to, right? Chứ đâu có nói is your friend get to được đâu. Okay, next one. Đừng hỏi tại sao nữa nha, nãy giờ chị My cắt nghĩa dữ lắm rồi đó. Không phải cái này, cái post cái này nó hoài. Sao số 2 đúng, có is ở trong đó, đâu có get được, chọn một thôi hỏi Nguyễn. Khi có is là không có get, your friend is you too. Mình không có thể nào là your friend is get you too được. Okay. Hải Nguyễn thấy chỗ này không? Rõ ràng chữ is đứng ở phía trước, bây giờ mình chọn mình đổi nó thành cái affirmative of sentence, một câu xác định đi. Your friend is you too. Nó đúng hơn là your friend is get you too. Phải không? Đâu có, mình đâu có thể nói is get được. Hỏi Nguyễn thấy chỗ này không? Đồng ý không nào? Right. Yeah, is you too hay là get you too, không có thể nói is you get được. Okay. Rồi tiếp tục nè. We never like that kind of food, but we often serve it now. Cái điều này là đã xảy ra rồi, không còn xảy ra nữa, phải không? Thành ra mình sẽ dùng used to, right? You never like. Okay, không có ing. Không được hỏi tại sao nha, nãy giờ có nghĩa nhiều rồi. Okay, mình like to move as fast as you can to finish the exercises. He often slip out in the open. He is used to slipping out in the open. In the open là gì các anh chị? In the open nghĩa là gì? Slip out mà. Slip out mà. Là ngủ ngoài trời á. Là ngủ ngoài trời đó. Open là cái gì đó, ngủ à, ngủ ngoài trời á. Nghĩa là ngủ in the open, open là mở ra phải không? Còn nếu sleep in the house là đóng lại phải không? Cái nhà nó có cái mái, còn ngoài trời nó đâu có cái mái, nó open. Okay. So câu này là cái nào đúng nè?
Nghĩa là cái câu này nó đã xảy ra rồi, không còn xảy ra nữa cái điều này đó, phải không? Phải không các anh chị? Oh no no, ở đây là he is used mà có động từ to be. He is used. Có động từ to be thành ra mình sẽ dùng là to sleeping. Okay. He is used to sleeping, một cô cha mẹ đúng á. Okay, next one. Không có cách nghĩa tại sao nên nữa nha các anh chị, nãy giờ cách nghĩa nhiều rồi. Mình phải làm cho nhanh cho hết cái bài luôn cho rồi. We have only 5 more minutes left. Okay. I can't be used to, I mean used to, like get used to this method of learning English. Tôi không có quen cái phương pháp học tiếng Anh này. Tôi không có thể quen cái phương pháp học tiếng Anh này. Yes, hai câu đều đúng hết. Nhưng chỉ có thể dùng là tôi không có thể I can be used to hay là I can get used to. Mà cái chữ get nó đúng hơn, ok, hơn là chữ be. Tại cái này nó gần như là hiện tại nhiều hơn là quá khứ, phải không? Thành ra chữ get nó đúng hơn. Tôi không có thể bắt đầu quen cái cách học, cái phương pháp học tiếng Anh này. Ok, câu này nha. There used to be, hay là used to being, hay là used to be, hay là used to being an old castle near the lake. Cái điều này đấy không còn xảy ra nữa, phải không? Thành ra cái nơi đó không phải là cái gì dịch là gì ta? Cái này dịch là gì? Cái biệt thự hả? Cái lâu đài hả? Lâu đài, dạ lâu đài, chứ không phải biệt thự, lâu đài. Ở đó thường là hồi xưa nó là một cái lâu đài gần cái hồ, bây giờ nó không còn nữa, phải không? Lâu đài cổ gần cái hồ, giờ nó không còn nữa. Thành ra đây chỉ cái sự việc đã xảy ra rồi, không còn xảy ra nữa, thành ra là phải là used to be, thấy không? Used to be, right? Yeah, used to be. Used to be, câu số 3 đúng. Ok. You có D, ok, used to be. Okay, next one. I play the piano, but I haven't even tried it for years now. Tôi đánh đờn piano nhưng mà tôi không có thử, nghĩa là tôi không có chơi nữa cho cả cả nhiều năm rồi. Chơi lại, try it, yeah. Thì điều này nó không còn xảy ra nữa phải không? Thành ra used to play. Very good, không có ing. Used to play.
The next one, 11:10 o'clock sharp. Direct use drink or to drinking a lot of black coffees when he was at the university. Cho điều này một lần nữa. Không còn xảy ra nữa phải không? Thành ra mình dùng use the to. And động từ không có ing. To drink, right? Số 3 đúng. Use to drink. Okay, that student from Sweden. Be used to, hay là get used to cold weather. Những sinh viên đó từ từ Sweden thì get hay là is hay là be các anh chị? Be nghe hay hơn phải không? Đã và đang bắt đầu quen với cái thời tiết lạnh rồi. Đã và đang bắt đầu nghe nghe hay cả, thật sự ra cả hai điều đúng hết, nhưng mà be used to thì có nó lâu dài hơn, còn get used to là nó mới thôi. Okay, cả hai điều đúng hết. Right, tùy theo cái sinh viên đó ở đó lâu hay mau, cái như vậy. So be used to nghe hay hơn. Okay, next one. You can never get used, hay là get used, hay là get used, hay là get used to the noise of the traffic. Bạn không có thể bao giờ, nghĩa là bạn không có bao giờ quen với cái tiếng động traffic là kẹt xe đó các anh chị, ồn ào của xe cộ đó. Cái get đó nó hay hơn cái be. Ở đây nó đều dùng get phải không? Dạ, yeah, get đúng. Nhưng mà get gì? Which one? Yeah, get used, right? Nó không có động từ to be, thành ra mình không có nói getting được. So 2 với 4 sai. 1 với 3. Get used thì used bắt buộc phải có đi. So câu thứ 2, câu thứ 3 đúng, right? Okay, now next one. Yeah, còn mấy câu nữa cho hết luôn cho rồi. You can never get used. No. I hate my mouse. Yes, this one. I enjoy not classical music, but I listen to it regularly now. Tôi thì thích nhạc cổ điển. Tôi thì không có thích nhạc cổ điển. Nhưng mà bây giờ tôi nghe nó rất là thường xuyên. So điều này cũng chấm dứt rồi phải không? Cái vấn đề mà mình nghe cái nhạc cổ điển đã chấm dứt rồi, không có nghe. So đây mình sẽ dùng chữ used to, right? I used to not. No. I didn't used to enjoy. Very good. Okay, didn't used to enjoy. Hi, đúng. Angry Tiger, you missed the enjoy. Boca Hontas, đúng. Không có ai nói used to not nha, một cô cha mẹ. Didn't, okay, didn't. I didn't used to enjoy classical music. Okay, next one. Ghét quá. Làm lợi nha. Còn mấy câu nữa thôi. When she left
She lived in Japan. She had to get used it to eat eating to eating raw fish. Khi mà cô ta sống ở bên Nhật á, cô đã phải quen ăn cá sống, đúng không? Cô ta bắt buộc phải, cô ta phải quen had to là phải. So had to. Cái này đã cái này các anh chị nghĩ nó còn xảy ra nữa không? Had to get used. Had to get used. Mình có chữ get, nghĩa là cô ta đã không có bắt đầu quen ăn cá sống. Mình có chữ get, thành ra ở đây phải động từ phải có ing, right? Có chữ get thì động từ phải có ing. Get used to eating. Nhớ nha các anh chị, có động từ to be hay là có động từ to get thì động từ chánh phải có ing, right? And used thì phải có to. So câu số 4 đúng phải không? Thấy không nha? Okay, let's see. Rồi, đúng rồi. Nhớ nha các anh chị, có 3 cách đã xảy ra rồi. Đã và đang xảy ra. I mean, sorry. Chúng mình nói lại. Đã và đang xảy ra. Okay. Mới bắt đầu xảy ra. Thành ra các anh chị thấy cái đầu tiên mình không có ing, nhưng mà cái động từ to be and động từ to get phải có ing. So cái câu trên là câu số 4 đúng. Right. Get used to eating. Okay, next one. Peter soon be used to get used to writing everything in English. Peter thì chẳng bao đâu. Sẽ quen với cách viết mọi viết bản tiếng Anh. Soon. I not be used to get used to seeing too many cars and trucks. Này chắc ở nhà quê mới lên. Ở nhà quê mới lên nên không thấy xe và xe truck. Khi mà mình dùng chữ not là chưa, phải không? Not là
Dạ, ở đây mình sẽ dùng be, nó đúng hơn, đã sự việc này đã xảy ra rồi, đúng không? Đã xảy ra nên mình không có not, right? I am Kawi English. No, I'm not the teacher. Okay. I'm just the helper. I am not, phải không? Phải mình nói gì không? I'm not. Used to sing. Okay. So which one? So the first one is right. Number one is right. Okay, now next one. A lot, right? A lot. Yeah, I miss anything. No. I don't smoke now, but I used to smoke. Used to smoking, or used to smoke, or used to smoking a lot. Tôi không hút thuốc bây giờ, nhưng mà tôi đã quen hút thuốc hồi xưa rất là nhiều. Xưa cái sự việc này đã xảy ra rồi, không còn xảy ra nữa, phải không? Thế nên đây mình sẽ dùng used to, right? Smoke không có ing, câu số 1 đúng. Very good. Okay, next, three more to go. Did you used to go, used to going, or used to go, or used to going to that place? Có phải bạn quen đi tới cái chỗ đó không? Cái nơi đó không? Right. Ở đây ha, mình sẽ dùng cái gì? Did, chữ did, right, là trợ động từ. Dùng để đặt câu hỏi thì động từ phải trở về nguyên mẫu không có đi. So did use, okay. So câu thứ nhất, câu thứ một với hai sai, chỉ còn có ba với bốn. And use ở đây thì có going không các anh chị? Không có, phải không? Tại vì nói cái sự việc này đã xảy ra rồi, right? Không còn xảy ra nữa, thành ra động từ không có ing. Okay. So câu số 3 đúng, used to go. Now next one. My girlfriend didn't used to smoking, used to smoke, or used to smoking so much. Cái bạn gái của tôi á, thì không có quen hút thuốc, phải không? Rất là nhiều. So cái sự việc này đã xảy ra rồi, không có xảy ra nữa, phải không? Thành ra mình dùng used to, phải không? So câu thứ nhất với câu thứ ba sai. Oh no, I'm sorry. Mình có chữ din rồi, thành ra use không còn đi nữa, thành ra câu thứ hai với câu thứ tư sai, chỉ còn câu thứ nhất với câu thứ ba thôi. Và sự việc đã xảy ra rồi thì động từ không có ing, là câu số 3 đúng. Used to smoke, right? Lại phía trước là didn't. Cái này the same thing with the same meaning. It's another one, like another one. Câu này không được sai nha, and this is the last one. They are used to be, hay là used to being, hay là used to being, hay là used to be an old house here. Yeah, cái sự việc này đã chấm dứt rồi, phải không? Thành ra mình dùng chữ used, right? Used. Và động từ không có ing. So câu thứ hai, câu thứ ba sai. Và used phải có đi. Thành ra câu thứ tư sai luôn, câu thứ nhất đúng. Okay, and that's it for today. And I'll see you tomorrow, okay? Để coi tomorrow. So cái bài hôm cái bài tập mình. Don't show this message again. Cái bài tập chấm dứt. Các anh chị, bây giờ các anh chị nắm vững cách dùng used
hay là be used to hay là get used to rồi phải không? Phải không? Say yes trước đi rồi trả lời. Yes, nắm vững rồi nha. Tại Linh chưa hả? Dở thì thôi á. 2 tiếng đồng hồ rồi mà không nắm vững. Ngày mai đó, tomorrow, what would we learn tomorrow? Let me check. At 7 o'clock, I mean at 8 o'clock, 7 giờ của Trương Ly chứ 8 giờ của các anh chị. Okay, cái bài cái bài động từ mình học 2 phần rồi phải không? Thứ nhất là definition, định nghĩa. Phần thứ hai là các loại động từ cũng học rồi luôn phải không? Có 3 loại mình học rồi: action, linking and helping. Helping là mình học hôm nay phải không nào? Ngày mai mình sẽ move qua cái phần thứ ba của động từ là gì, là the verbal. Ngày mai mình sẽ học the verbal nha các anh chị. Cái bài này nó rất là hay, ok, nó rất là hay. Ngày mai mình sẽ học phần này. Thành ra các anh chị nếu có thể, các anh chị có thể soạn trước, ok, vô 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 internet hay là sách vở gì đó, các anh chị coi cái phần này, đặng ngày mai vô mình học các anh chị hiểu rõ thêm, hoặc là các anh chị có thắc mắc cái gì thì các anh chị sẽ biết, ok. Verbal là gì hả? Là động từ giả. Ok, ngày mai chúng mình sẽ nói rõ hơn. Ngày mai 8 giờ giờ Việt Nam nha các anh chị. Còn ai bên Mỹ thì 7 giờ giờ Texas, 5 giờ giờ California. And 9 giờ giờ New York. Ok, còn bên Mỹ thì 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ok, I'll see you tomorrow and chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. And chúc các anh chị khá một ngày mà đêm bình an vui vẻ. Ok, bye các anh chị, gửi mai lại cho see who's next. Cho thầy gà mờ nha. Để coi thầy gà mờ có đây không? Dạ, có thầy gà mờ nè.